Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết Kỷ Hợi, ngày nghỉ Tết cuối cùng. Chúng tôi kính chúc quý vị có một ngày nghỉ vui vẻ, bình an bên gia đình và người thân. Thưa quý vị, trong năm 2018 đã có rất nhiều nguồn cảm hứng tốt đẹp được khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong câu chuyện Ai Thế Nào Vì Sao Hôm Nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị về những nhân vật đã góp phần tạo nên nguồn cảm hứng ấy. Chia sẻ hôm nay giới thiệu đến quý vị một địa điểm du xuân chụp ảnh khá là thơ mộng và thú vị tại thành phố biển Vũng Tàu. Thưa quý vị, tài nguyên môi trường luôn là lĩnh vực nóng thu hút sự quan tâm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm nay, ngành tài nguyên môi trường sẽ triển khai những nhiệm vụ giải pháp gì để đáp ứng kỳ vọng của xã hội? Câu trả lời sẽ có trong Gõ Cửa Ngày Mới. Trước khi đến với những thông tin trên, mời quý vị theo dõi những thông tin nổi bật được ghi nhận trong 24 giờ qua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải xử lý, giải quyết công việc ngay ngày làm việc sau Tết. Các địa phương trong tỉnh đã đón và phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019. Thu hút nhà đầu tư chất lượng qua thị trường vốn. Mở đầu dòng quay 24 giờ hôm nay là thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải xử lý, giải quyết công việc ngay ngày làm việc sau Tết. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2019. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019 là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau Tết, phấn đấu hoàn thành vượt mức phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan địa phương tập trung xử lý, giải quyết công việc ngay ngày làm việc sau Tết, không để chậm trễ, nhất là những công việc tồn động từ trước Tết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không sử dụng xe công đi lễ hội, không đi lễ hội trong giờ hành chính. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi kéo dài 9 ngày, thời tiết lại thuận lợi cho các hoạt động du xuân, cộng với đường xá đi lại thuận lợi, nên nhiều du khách đã chọn Bà Rịa Vũng Tàu làm điểm đến. Tính đến hết ngày 9 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi, các địa phương trong tỉnh đã đón và phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hai huyện đều chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất đến các chương trình phục vụ du khách. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, cứu nạn cứu hộ bờ biển, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Đặc biệt, tất cả các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh du lịch đều ký cam kết không vi phạm các quy định trong kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Ban quản lý các khu du lịch của hai huyện cũng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm các cam kết với huyện. Từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 5 Tết thì ban quản lý của chúng tôi chưa nhận được cái ý kiến phản hồi hoặc là những cái ý kiến về khách quan mà du khách đến vui chơi báo về cho đơn vị của chúng tôi. Nếu các khách du lịch có cái phản hồi thì ở đây chúng tôi cũng đã có những cái biển cấm tại các điểm du lịch về cái số điện thoại của đơn vị, hoặc là quý khách du lịch có thể là phản ánh trực tiếp tại tổ hỗ trợ thông tin khách du lịch trụ sở đặt tại ban quản lý các khu du lịch. Thống kê từ mùng 2 đến mùng 5 Tết Kỷ Hợi, huyện Long Điền đón khoảng 30.000 lượt khách, huyện Đất Đỏ đón khoảng 12.800 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Trong đó, hai địa phương đón đông khách nhất, huyện Long Điền đón khoảng 8.000 lượt khách, huyện Đất Đỏ đón khoảng 4.500 lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất buồng phòng tại các khu du lịch khách sạn tại hai địa phương trong hai ngày qua đạt 100%. Mấy năm ở đây thì thấy đường đi nối lại sạch sẽ, giao thông tốt và cái quản lý khu tắm rất là sạch sẽ. Tuy nhiên là nếu mà gọi là để mà nghỉ ngơi thì Bà Rịa Vũng Tàu nó là một cái nơi mà gần thành phố Hồ Chí Minh nhất và khách hàng thành phố Hồ Chí Minh là nhiều. Cảnh quan bãi biển đây rất là đẹp, có nhiều cái mới lạ lắm, như mấy con ốc đó, mình thấy cũng lạ lạ. Nói chung thì tôi thích ở đây hơn là mấy cái chỗ kia, tại vì ở đây ở resort này cũng đẹp, cũng khang trang, sạch sẽ. Dự báo từ nay đến hết tháng Giêng âm lịch,
khách du lịch sẽ vẫn tiếp tục đến Long Điền Đất Đỏ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để ngành du lịch huyện Long Điền và Đất Đỏ hoàn thành mục tiêu đón tổng cộng khoảng 2,5 triệu lượt khách trong năm 2019. Theo thống kê của Ban Quản lý Di tích huyện Đất Đỏ, từ ngày 1 tháng 1 đến nay, các điểm di tích trên địa bàn huyện đã đón và tiếp khoảng 200 đoàn với hơn 10.000 lượt khách, trong đó có khoảng 500 lượt khách quốc tế, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Khách chủ yếu đến thăm viếng công viên nhà lưu niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và khu căn cứ lịch sử Minh Đạm. Đặc biệt, từ ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi đến nay, ngày nào hai di tích này cũng đón nhiều đoàn đến thăm. Từ ngày 29 đến ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi, thành phố Vũng Tàu đã đón tổng cộng 341.200 lượt du khách đến tham quan tắm biển, trong đó riêng ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi là 139.000 lượt khách. So với những kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trước đây, năm nay dù lượng khách đến thành phố Vũng Tàu tham quan tắm biển đông hơn, nhưng tình trạng khan hiếm phòng, nâng giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống không xảy ra. Bên cạnh đó, thành phố cũng không ghi nhận tình trạng chèo kéo du khách. Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ đã cứu thành công 31 trường hợp lọt ao xoáy, trong đó có 2 trường hợp được đưa đến bệnh viện kịp thời nên sức khỏe đã bình phục. Chuyển sang các thông tin khác. Trong những tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tổng sản lượng khai thác quy dầu đến đầu tháng 2 năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 2,05 triệu tấn, vượt 5,8% kế hoạch tháng. Sản xuất điện đạt 1,76 tỷ kWh. Sản xuất đạm đạt 142,94 ngàn tấn. Do đó, tổng doanh thu toàn tập đoàn tháng 1 đạt 56.800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 8.200 tỷ đồng. Năm 2018 là một năm thành công trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam. Tuy nhiên, trên thị trường tài chính, chứng khoán, số lượng các nhà đầu tư quốc tế có chất lượng vẫn còn rất khiêm tốn. Đa phần mới chỉ là các quỹ đầu tư rất nhỏ. Điều đó đã gây ra khó khăn trong việc cung ứng vốn của nền kinh tế, khả năng chống chịu rủi ro của thị trường tài chính. Vì vậy, năm 2019, bài toán đặt ra đó là làm thế nào để thu hút được các nhà đầu tư có chất lượng và tăng nguồn vốn ngoại qua thị trường tài chính. Năm 2018 vừa qua, thị trường tài chính và cụ thể là thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, khiến cho nhiều nhà đầu tư gặp không ít khó khăn. Tâm lý không mấy ổn định từ các nhà đầu tư đã ảnh hưởng không nhỏ tới diễn biến của thị trường. Việc thiếu đi các nhà đầu tư có chất lượng, các quỹ đầu tư nước ngoài có uy tín để làm trụ đỡ đã khiến cho thị trường tài chính Việt Nam dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các yếu tố tác động bên ngoài. Nhìn chung là năm 2018, các nhà đầu tư cá nhân thì không khả quan lắm. Bản thân mình thì cũng không bị lỗ, nhưng mà lãi thì cũng không nhiều, rất là ít. Đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa có được những cái quỹ lớn ở nước ngoài vào Việt Nam. Các quỹ mà họ có thể đổ hàng tỷ đô vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Vấn đề thiếu các nhà đầu tư lớn có chất lượng đang là tồn tại lớn nhất của thị trường tài chính Việt Nam. Theo một số quỹ đầu tư nước ngoài lâu năm, hiện nay, việc có sự phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước, nước ngoài trên thị trường chứng khoán dựa trên tỷ lệ sở hữu, kèm theo đó là những giới hạn sở hữu, chính là rào cản khiến họ chưa thể vào thị trường Việt Nam. Đối với những doanh nghiệp Việt Nam mà có cổ đông nước ngoài mà lên qua 50%, mà riêng cái điều này đó, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý của các doanh nhân Việt Nam. Bởi vì họ có cái công ty của họ, phát triển cái công ty của họ, họ là doanh nghiệp Việt Nam, mà lại lỡ là nhà đầu tư nước ngoài vượt 50%, họ bị coi như là doanh nghiệp nước ngoài. Năm qua, Việt Nam thu hút được hơn 35 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tuy nhiên, vốn đầu tư gián tiếp qua thị trường tài chính chỉ khoảng chưa đầy 50%. Theo các chuyên gia, các nhà đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tài chính cũng có tầm quan trọng không kém so với các nhà đầu tư trực tiếp. Các nhà đầu tư trên thị trường tài chính, họ có thể bỏ vốn vào nhiều công ty khác nhau. Việc bỏ vốn trên thị trường chứng khoán giúp hạn chế các vấn đề như chuyển giá, giả lỗ. Ở các quốc gia phát triển hơn, lượng vốn vào thị trường tài chính chiếm đa số. Sau một năm 2018 đầy biến động, thị trường tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục kỳ vọng vào một năm mới thành công, đặc biệt với những nét mới như luật chứng khoán sửa đổi sẽ được trình Quốc hội,
hay lộ trình nâng hạng thị trường. Những sự thay đổi về chất sẽ tạo nên nền tảng tốt hơn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang trong quá trình là góp ý với các cơ quan quản lý về chỉnh sửa luật chứng khoán cũng như là các văn bản giấy luật, cùng với việc là xem xét cái mối quan hệ giữa luật chứng khoán với luật đầu tư. Cần phải tạo điều kiện về pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vốn mua cổ phần các công ty. Điều này không chỉ có lợi cho bản thân thị trường tài chính, mà quá trình cổ phần hóa của Việt Nam cũng sẽ được đẩy mạnh và diễn ra nhanh, có chất lượng hơn. Năm 2018, Việt Nam là thị trường tài chính duy nhất trong khu vực ASEAN ghi nhận dòng vốn vào ròng của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thị trường tài chính chưa hoàn thiện, khiến dòng vốn đó mới chỉ là từ các nhà đầu tư ngắn hạn. Để thu hút các nhà đầu tư có chất lượng, câu trả lời vẫn sẽ là đa dạng và nâng cao chất lượng, nền tảng pháp lý của thị trường tài chính chứng khoán. Thưa quý vị, trong năm 2018 đã có rất nhiều nguồn cảm hứng tốt đẹp được khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đó là sự tử tế, là cảm xúc yêu thương giữa con người với con người và lớn hơn hết là tình yêu quê hương đất nước, là tinh thần dân tộc. Trong câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị về những nhân vật đã có phần tạo nên nguồn cảm hứng ấy. Nhân vật đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là một cô gái đến từ núi rừng Tây Nguyên, người đã làm rạng danh vẻ đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thưa quý vị, chưa bao giờ trên đấu trường nhan sắc quốc tế được vinh danh nhiều như năm qua. Vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ, Hờ Hen Nhê, một cô gái ED với ý chí, nghị lực và sự chân thành đã tỏa sáng, lọt top 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới Miss Universe 2018, đứng đầu danh sách các Hoa hậu đẹp mãi với thời gian năm 2018 do chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology bình chọn. Bông hoa của đại ngàn Tây Nguyên trở thành đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất tại cuộc thi lịch sử lâu đời này. Đặc biệt, cô cũng đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ trong nước và cả không ít bạn trẻ ở nước ngoài. Lần đầu tiên, Việt Nam có một cô hoa hậu đặc biệt là chuẩn Á Đông đến như vậy. Làn da không trắng mịn màng, mái tóc không dài thướt tha, khuôn trăng hay đầy đặn bầu bỉnh. Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 thật sáng suốt và dũng cảm. Họ đã không lầm khi tiếp tục tiến cử cô tham gia vào một sân chơi sắc đẹp của thế giới. Không phụ lòng tin, cô đã chinh phục được cả các vị chuyên gia sắc đẹp quốc tế khó tính khi lọt vào top 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới Miss Universe 2018. Trong chuyến về thăm quê hương sau cuộc thi Miss Universe, Hờ Hen Nhê thực hiện lời hứa dùng toàn bộ tiền thưởng là 1,1 tỷ đồng để đóng góp giúp buôn làng mình phát triển. Trong vòng tay của ba mẹ, người thân và bà con buôn làng, Hờ Hen Nhê vẫn là một cô gái ED thân thiện, chân thành, giản dị. Hình ảnh đẹp của bông hoa Tây Nguyên với những thông điệp tích cực nhất tiếp tục được lan truyền nhanh chóng đến mức bản thân cô cũng đầy bất ngờ. Khi mà nhận được những cái luồng ý kiến chia sẻ của tất cả mọi người hay là nó là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều giới trẻ thì bản thân em cũng cảm thấy hạnh phúc, bởi vì mình đã làm được một điều gì đó, không phải là chỉ riêng cho bản thân mình như cái ban đầu mình suy nghĩ, nhưng mà mình đã truyền cảm hứng cho nhiều giới trẻ khác. Nối tiếp thành công, vẻ đẹp của cô gái Việt Nam tiếp tục tỏa sáng. Tối 28 tháng 1 vừa qua, chuyên trang sắc đẹp uy tín của thế giới Miss Sociology công bố kết quả cuộc bình chọn nhan sắc vượt thời gian năm 2018. Vượt qua 112 thí sinh toàn thế giới, Hờ Hen Nhê xuất sắc giành chiến thắng và trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên nhận được danh hiệu uy tín này. Miss Sociology khẳng định, Hờ Hen Nhê phá vỡ tiêu chuẩn, quan niệm về sắc đẹp và điều này đã giúp Hờ Hen trở thành nhan sắc vượt thời gian năm 2018. Để có được thành công như ngày hôm nay, cô gái ED đã nỗ lực vượt khó, thoát khỏi những định kiến bao đời là con gái đến tuổi 14-15 là phải bỏ học, lấy chồng và bằng lòng sống trong sự nghèo khó nơi buôn làng. Em rất tự hào về chị Hờ Hen có một tấm gương cho buôn làng của em. Con sẽ cố gắng học tập để giống chị Hờ Hen. Học tập để theo gương của chị Hờ Hen, sau này em sẽ thành công. Tấm gương của Hờ Hen có lẽ sẽ là thiết thực hơn cả với chính các em bé dân tộc thiểu số ED, Bana, Yarai, những em bé của bao vùng quê nghèo khó. Nhắc đến vùng đồng bào dân tộc thì tới đây tôi lại nhớ đến cụm từ
ông bố của những đứa trẻ Hờ Rê mà người dân thôn Giò Gia đặt cho thầy giáo Đặng Văn Cương. Đó là tình cảm, sự kiên nhẫn, tin tưởng và biết ơn của người dân nơi đây với những gì mà thầy Cương đã làm cho con em họ và sự chăm sóc đùm bọc của thầy dành cho cậu bé đặc biệt Cơ Rễ là một minh chứng rõ nét nhất. Hơn 3 năm nay, con đường từ khu lưu trú đến lớp học của cậu học trò Tí Hon, Đinh Giang Cờ Rễ cùng thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học dân tộc bán trú Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi như gần hơn. Về ban đầu thì bà thôi cứ đưa xuống đây ở với thầy Cương thử. Không ngờ là khi đưa xuống ban đầu thì nó rất nhút nhát. Nhưng sau rồi nó ở một ngày, hai ngày và ở luôn cả tuần. Thế bắt đầu kể từ đó là cái gì? Chính thức là xuống trường đi học. Do mắc chứng Sakhen, người lùn, đầu chim hiếm gặp, trên thế giới chỉ có khoảng 10 ca được ghi nhận. Dù đã 10 tuổi, nhưng Cờ Rễ chỉ cao 62cm, nặng gần 4kg, và câu chuyện cảm động về tình thầy trò của Đinh Giang Cờ Rễ và thầy giáo Đặng Văn Cương như câu chuyện cổ tích được viết lên bởi một người thầy nơi núi rừng tỉnh Quảng Ngãi. Từ những bỡ ngỡ rụt rè của cậu bé nhút nhát, nay Cờ Rễ trở thành cậu học trò dạn dĩ. Ngoài giờ học, em cũng có những giây phút vui đùa đáng yêu cùng bạn. Bản thân tôi muốn là tất cả mọi người đều nhìn nhận em và coi em như một đứa trẻ bình thường, không có gì là đặc biệt. Hơn 3 năm qua, hai thầy trò đã đồng hành cùng nhau trên nhiều chặng đường. Cảm nhận được tình yêu thương của thầy Cương, Cờ Rễ rất ngoan và biết làm theo những chỉ dạy của thầy. Cuối tuần, cậu học trò đặc biệt này được thầy giáo đưa về nhà. Bữa cơm gia đình quay quần, những hoạt động sinh hoạt hàng ngày càng thêm gắn kết tình thầy trò. Câu chuyện của thầy Cương, người cha của học trò Hờ Rê, được xem như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, là điểm sáng lấp lánh trong ngành giáo dục. Thưa quý vị, chỉ cần tĩnh tâm sống chậm lại để quan sát là chúng ta có thể cảm nhận được thêm biết bao những điểm sáng lấp lánh đẹp như thế. Còn có rất nhiều những tấm gương hình ảnh, việc làm của cộng đồng người Việt khiến cho ta phải thán phục và trân trọng khắc ghi. Ngay sau đây là một câu chuyện như thế. Tôi tin là quý vị sẽ ít nhiều có những cảm xúc giống như tôi với câu chuyện này. Ba ơi, mau về nhà ba, cành chùa cơ lâm khô tô, kể ra ta cùng ăn bữa con gia đình. Con tặng lại ánh sáng cho các bạn khác nhé. Mẹ tự hào về con. Đây là những lời tâm sự của người mẹ dành cho cô con gái Hải An trước và sau khi bé hiến giác mạc. Chứng kiến những phút giây vĩnh biệt giữa hai mẹ con Hải An, người đàn ông này đã không thể cầm lòng. Trong hơn 10 năm làm nghề chúng tôi thì cái câu nói độc thoại đấy giữa mẹ và bé, mặc dù là hai thế giới riêng biệt, nhưng mà nó cũng đã đánh, nó cũng khơi gợi cảm xúc của chúng tôi lên rất nhiều. Thực sự lúc ý thì anh em trong đoàn và tất cả những người ngồi trong phòng đấy thì không ai cầm được nước mắt nữa. Ngày 22 tháng 2 năm 2018, bé Hải An, 7 tuổi, đã qua đời do mắc căn bệnh ung thư não. Ước vọng của em là được hiến đôi giác mạc cho các bệnh nhân khiếm thị đang mong chờ một phép màu sẽ đến. Thực hiện di nguyện ấy, mẹ của bé quyết định trao tặng lại ánh sáng của con gái mình ngay khi bé chút hơi thở cuối cùng. Hai người đã may mắn nhận được ánh sáng hồi sinh từ cô gái bé bỏng. Gần một năm trôi qua, ánh mắt tươi vui, mạnh mẽ từ bức ảnh này luôn là động lực giúp người mẹ trẻ vượt qua nỗi đau mất mát. Mình không biết là lúc ở nhà có lấy được không, nhưng mà khi về mắt, mình cố gắng giữ tỉnh táo, gọi lên trung tâm, canh điều ở bên bệnh viện Ngân hàng Mắt Trung ương đến lấy giác mạc của con. Lúc ấy thì mình biết là thôi, đôi mắt của con cũng lấy được. Mình khóc với thật sự vì con không được lấy tạng, không thực hiện di nguyện của con thôi. Nhưng mà ít ra thôi, đôi mắt của con cứu sống được hai người. Tại ngôi trường tiểu học Tân Mai, Hà Nội, nơi bé Hải An từng theo học, các thầy cô, bạn bè của em vẫn mãi lưu lại câu chuyện về nghị lực, về lòng nhân ái, về tình yêu thương giữa con người với con người. Giáo viên nhà trường và học sinh thì rất là luôn thương nhớ và
rất là cảm tự hào và cảm động về học trò của mình ạ. Mọi con khi con mất đi thì con đã để lại cho mọi người bài học về tình người ạ. Bạn ấy đã hiến cho hai người và đem ánh sáng cho hai người, họ đã truyền cảm hứng cho con và mọi người xung quanh ạ. Không chỉ làm lay động hàng triệu trái tim, di nguyện và nghĩa cử của cô bé Thiên Sứ đã thôi thúc hàng nghìn trái tim khác hành động theo. Chỉ trong một tháng sau khi Hải An mất, có hơn 2.300 lá đơn đăng ký hiến tạng. Chỉ trong năm 2018, đã có gần 20.000 người đăng ký hiến tạng, một con số ngoài mong đợi của ngành y tế nước nhà. Con muốn khi mất đi, những bộ phận vẫn sống trên cơ thể người khác. Dân, lời ước nguyện của bé Hải An vẫn làm tôi xúc động. Cát bụi lại trở về với cát bụi, nhưng cô bé Thiên Sứ đã và vẫn hiện hữu trong cuộc sống, trong trái tim biết bao người. Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tập trung vào sở hữu trí tuệ. Hy Lạp ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Macedonia. Maroc rút khỏi liên quân Ả Rập ở Yemen. Cảnh báo nguy cơ hạt nhân toàn cầu. Đa dạng các mặt hàng mang hình chú heo. Thưa quý vị, một quan chức Nhà Trắng vừa cho biết mọi công tác chuẩn bị cho dòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc đang được tiến hành và các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào việc thúc ép Bắc Kinh tiến hành cải cách cơ cấu liên quan tới tài sản trí tuệ. Theo quan chức Nhà Trắng, các nhà đàm phán Mỹ đang chuẩn bị gây sức ép trong việc yêu cầu phía Trung Quốc thay đổi cấu trúc liên quan vấn đề tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận thương mại có thể ngăn chặn việc áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Trước đó, trong một tuyên bố, Nhà Trắng đã công bố khung thời gian cho phía Bắc Kinh về các cuộc đàm phán sắp tới. Qua đó, các cuộc đàm phán cấp thấp hơn sẽ khởi động vào ngày 11 tháng 2. Phiên đàm phán cấp cao sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 2 với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và đại diện thương mại Robert Lighthizer. Trong bức thư gửi Thủ tướng Italy Giuseppe Conte mới được công bố, Ủy viên Nhân quyền Hội đồng châu Âu EC bà Dunami Datovic đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh mới của Italy với chủ trương từ chối tiếp nhận các tàu nhân đạo và đóng cửa những trung tâm tiếp nhận người di cư của nước này. Ủy viên Nhân quyền Hội đồng châu Âu Mitrovic cho rằng luật an ninh mới của Italy có thể ảnh hưởng đến quyền được tiếp nhận và tiếp cận những dịch vụ thiết yếu như y tế và giáo dục với những người di cư có giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo. Hội đồng châu Âu cũng bày tỏ quan ngại rằng sẽ có một số lượng người nhất định trong số những người di cư có nguy cơ ở lại Italy mà không có nhà ở. Cuối năm 2018, Hạ viện Italy đã thông qua luật nhập cư và an ninh mới. Luật đã nới lỏng các quy định về trục xuất người nhập cư, hạn chế tối đa quyền được tị nạn của những người nhập cư và tạo thuận lợi hơn cho việc trục xuất người di cư. Với tỷ lệ 153 phiếu thuận và 140 phiếu chống, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua yêu cầu gia nhập NATO của Macedonia, qua đó hoàn thiện những bước cuối cùng của thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt tranh cãi về tên gọi kéo dài suốt 27 năm qua giữa hai nước. Động thái của Quốc hội Hy Lạp là một phần trong thỏa thuận được ký kết hồi tháng 6 vừa qua giữa Hy Lạp và Macedonia. Theo đó, Macedonia sẽ đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia và Hy Lạp sẽ ủng hộ nỗ lực trở thành thành viên NATO của EU của Macedonia. Trước đó, hôm 6 tháng 2, Macedonia đã ký nghị định thư gia nhập NATO tại Brussels trong bước đi quan trọng trên hành trình chính thức trở thành thành viên khối quân sự này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Macedonia giờ đây có thể tham gia các cuộc họp bộ trưởng của NATO với tư cách khách mời, bắt đầu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO dự kiến diễn ra trong tuần tới. NATO và EU tin tưởng việc Macedonia trở thành thành viên sẽ củng cố sự ổn định ở khu vực Balkan, bất chấp sự phản đối của Nga về việc mở rộng của liên minh này trong khu vực. Truyền thông Trung Đông vừa đưa tin Maroc đã dừng tham gia hoạt động quân sự và các cuộc họp cấp bộ trưởng trong liên minh các nước Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tham chiến tại Yemen. Nguồn tin chính phủ Maroc không công bố chi tiết số lượng binh sĩ của nước này trong liên quân Ả Rập. Song một số báo cáo cho biết Rabat hiện đóng góp 6 máy bay và khoảng 1.500 quân. Bộ Ngoại giao Maroc hồi tháng trước cũng khẳng định sự tham gia của nước này trong cuộc chiến tại Yemen đã thay đổi.
Trước Maroc, Malaysia cũng đã rời Liên minh quân sự Ả Rập sau những chỉ trích của cộng đồng quốc tế về số thương vong và thiệt hại nặng nề mà thường dân Yemen phải gánh chịu. Theo Liên Hợp Quốc, đến nay đã có hơn 10.000 người thiệt mạng tại Yemen kể từ khi Liên minh Ả Rập bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự ở quốc gia Trung Đông này hồi tháng 3 năm 2015. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã khởi động một chiến dịch toàn cầu nhằm cảnh báo về mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng trên thế giới. Trong tuyên bố chung, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết chiến dịch mới có tên Notokures, tạm dịch nói không với hạt nhân, nhấn mạnh một số quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã vượt quá những điều kiện bắt buộc về giải trừ vũ khí hạt nhân lâu dài và đang tìm cách làm giàu kho vũ khí hạt nhân của mình. Cũng theo tuyên bố, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân đang gia tăng trở lại và Hiệp ước Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí hạt nhân là một biện pháp quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ này. Chiến dịch nói không với hạt nhân của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế được phát động nhằm mục đích chỉ ra những hậu quả nhân đạo thảm khốc do vũ khí hạt nhân, đồng thời khuyến khích người dân thế giới hối thúc các chính phủ ký và phê chuẩn Hiệp ước Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí hạt nhân. Cho tới nay, văn kiện này đã được 70 quốc gia tham gia ký kết và 20 nước phê chuẩn. Chiến dịch mới được phát động chỉ vài ngày sau khi cả Nga và Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF và cáo buộc lẫn nhau vi phạm hiệp ước quan trọng này. Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, thị trường các sản phẩm lưu niệm mang hình đại diện con giáp của năm lại tràn ngập thị trường. Năm Kỷ Hợi 2019 được xem là năm heo vàng, 60 năm mới lặp lại một lần. Bởi vậy, hình ảnh chú heo đáng yêu phủ sóng gần như mọi kênh bán hàng, từ truyền thống đến trực tuyến. Cứ đến dịp Tết âm lịch, chính phủ Australia lại phát hành cặp tiền xu hình con vật đại diện của năm. Tết 2019 này là cặp đồng tiền xu hình con heo mạ vàng và mạ bạc. Ngoài ra, Australia cũng tung ra đồng tiền con heo Canberra có mệnh giá 50 numismas, được in trên chất liệu polymer. Đồng tiền có màu chủ đạo là xanh dương, được xem là màu của hy vọng, đem đến tài phú cho người sở hữu. Từ một tháng trước Tết Nguyên đán, hàng dài những người xếp hàng như thế này để mong được sở hữu bộ tem con heo, con vật của năm 2019 do Bưu chính Trung Quốc phát hành. Tôi sẽ gửi những bưu thiếp dán hình con tem này cho bạn bè tôi ở khắp nơi trên thế giới, như là Anh, Chile, Malaysia. Tác giả của bộ tem này là nghệ sĩ nổi tiếng Hamelin, 82 tuổi, người cũng từng thiết kế bộ tem chào mừng Olympic Bắc Kinh hồi năm 2008. Giá của mỗi bộ tem này là 2,4 nhân dân tệ, tương đương 8.000 đồng. Hãng thời trang Gucci tung bộ sưu tập ăn theo 5 con heo với 35 món đồ, bao gồm trang phục nam và nữ, đồ da, giày dép, kính mát và trang sức, thông qua các mô típ con heo khác nhau. Một mô típ do Gucci thiết kế và một mô típ lặp lại các nhân vật phim hoạt hình qua Disney, Three Little Pigs. Chưa dừng lại ở đó, Gucci đã biến những chú heo thành bạn diễn bên cạnh những người mẫu chuyên nghiệp. Theo quan niệm của người Á Đông, con heo là một con vật tượng trưng cho sự an nhàn, sung túc, nên nhiều gia đình muốn sắm một món đồ mang hình ảnh của chú heo với mong ước mang sung túc ấm no về cho gia đình trong năm mới. Khép lại bản tin Thế giới 360 độ hôm nay là một số thông tin văn hóa đáng chú ý trong 24 giờ qua. Đoạn teaser dài 33 giây quảng bá MV We Must Love của nhóm nhạc ONF đang nhận được sự chú ý của cộng đồng fan K-pop tại Việt Nam. Trong video mang hơi hướng kinh dị, người xem phát hiện nhiều địa điểm quen thuộc ở Việt Nam, chẳng hạn khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên ở Huế hay ga đường sắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, nhiều nhóm nhạc hàng đã tới Việt Nam để thực hiện các sản phẩm âm nhạc, chẳng hạn NCT của SM, nhóm nữ S2 hay Block V. Đạo diễn kiêm nhà biên kịch nổi tiếng Woody Allen vừa đệ đơn kiện nhà phân phối phim Amazon Studios vì từ chối phát hành 4 bộ phim của ông. Ngôi sao 83 tuổi cho biết hãng phim Mỹ hứa sẽ tài trợ và phân phối phim của ông, nhưng họ đã đơn phương làm trái điều khoản vào tháng 6 năm 2018. Nguồn tin cho biết thêm đạo diễn gạo cội không phục khi hãng đưa ra lý do là việc con gái nuôi của Allen, Dylan Farrow, tuyên bố cô bị người cha 83 tuổi tấn công tình dục lúc nhỏ. Đầu năm 2019, là giải trí K-pop chấn động với thông tin nhân viên của quán bar cao cấp Venison do nam ca sĩ Sunri của nhóm Big Bang đầu tư bị tố hành hung khách nam, xâm hại tình dục khách nữ và có hoạt động buôn bán cần sa bất hợp pháp. Nhưng điều khiến người hâm mộ thất vọng là việc nam ca sĩ đã từ bỏ vị trí quản lý cao cấp của quán bar và trốn tránh trách nhiệm.
Hậu quả là mới đây, fan của Sunri đã hủy hàng loạt vé concert solo The Great Sunri Tour 2019 Live. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào ngày 15, 16 và 17 tháng 2, nhưng hiện tại số lượng vé đặt trước chỉ có 400. Chương trình ngày mới tiếp tục với những thông tin, vấn đề, sự kiện báo chí quan tâm đăng tải trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng cập nhật. Ngư dân các tỉnh miền Trung trúng đậm lộc biển đầu năm là thông tin vui đang được nhiều trang báo đăng tải trong ngày hôm nay. Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên, thời điểm sau Tết là vào mùa cá cơm chính vụ, do vậy năm nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều cư dân cho tàu vươn khơi để làm ăn. Mỗi đêm thu nhập một lao động đạt từ 2 cho đến 3 triệu đồng. Còn các dịch vụ phụ trợ như gánh cá, luộc cá, phơi cá cơm thuê, chế biến ủ để làm nước mắm cũng thu hút đông đảo lao động tham gia. Mỗi lao động làm thuê các dịch vụ trên cũng có thu nhập từ 200 đến 350 ngàn đồng một ngày. Tết Kỷ Hợi 2019 được nghỉ đến 9 ngày nên ngành du lịch bội thu hơn mọi năm. Theo thông tin báo chí đăng tải, hầu hết các địa phương du lịch như là Đà Nẵng, Đà Lạt, Sapa, Vũng Tàu đều ở trong tình trạng cháy phòng hoặc là kín phòng. Báo Tuổi Trẻ có bài phản ánh du khách căn lều ngủ ở bờ hồ Xuân Hương vì Đà Lạt hết phòng. Những ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, nhiều du khách tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hay Đắk Lắk đã chọn Đà Lạt nghỉ dưỡng. Chính vì vậy, nhiều dịch vụ ăn uống, lưu trú hay giao thông tại thành phố càng hoa trở nên quá tải. Mặc dù Đà Lạt có khoảng 1.400 cơ sở lưu trú du lịch, nhà nghỉ, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của lượng khách đổ về. Nhiều du khách đến thành phố Đà Lạt du lịch dịp Tết Kỷ Hợi phải căn trại ngủ bên bờ hồ Xuân Hương hay vẫn kiên trì tìm phòng nghỉ lúc nửa đêm. Đạo ở làng Mai, một bài viết nói về phong tục thú vị của người dân làng Trồng Mai, xã Nhân An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo thông tin trong bài viết, ở làng Mai Vàng, Háo Đức, tỉnh Bình Định, dù là dân lành nghèo khó, người giàu sang, có học hay thất học, đều làm nghề cúi đầu trước hoa mai. Các cộng đồng ấy quanh năm chỉ trồng độc nhất một dòng mai cúc dáng người quân tử. Mai ấy không những đại diện cho mùa xuân mà còn đại diện cho cốt cách người quân tử hiên ngang chữa trời. Thưa quý vị, bên cạnh những thông tin vui trong ngày Tết thì trên các báo cũng đăng tải nhiều thông tin buồn về tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước, an ninh trật tự. Và một bài viết mới đây được cộng đồng quan tâm đó là vụ 7 học sinh đuối nước tại tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 8 tháng 2, nhóm học sinh 9 em đến bờ biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tắm biển. Trong lúc tắm, không may có 7 em gặp nạn, khiến 4 em tử vong, 2 em mất tích, một em được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tích cực tìm kiếm xuyên đêm, nhưng đến sáng vẫn chưa tìm thấy tung tích 2 em học sinh mất tích còn lại. Thưa quý vị, đây không phải là vụ đuối nước đầu tiên xảy ra ở tỉnh Quảng Nam cũng như là cả nước, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em, phụ huynh cần quan tâm, nhắc nhở con em mình không được để trẻ tắm biển, tắm sông suối không an toàn, nhằm tránh xảy ra những vụ việc đau lòng như thế này. Thưa quý vị, theo một khảo sát mới đây của Văn phòng Chính phủ, trong 14 vấn đề lo lắng nhất của người dân, thì lĩnh vực tài nguyên môi trường có tới 4 vấn đề. Vì thế, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo năm 2019, ngành tài nguyên môi trường cần quyết liệt bứt phá hơn nữa trong hành động, tiếp tục kiểm soát, phòng ngừa, chủ động các sự cố môi trường, phát huy tài nguyên trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Để hiểu rõ hơn những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên môi trường trong năm 2019, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình Thông tấn. Vâng, thưa Bộ trưởng, năm 2018 thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào chống rác thải nhựa, được cộng đồng hưởng ứng, quan tâm và đồng thuận cao. Cho đến thời điểm này thì cuộc chiến với rác thải nhựa đã đạt được những cái thành quả như thế nào? Và bước tiếp theo trong năm 2019 chúng ta sẽ phấn đấu đạt mục tiêu ra sao để phong trào này không chỉ là phong trào mà sẽ trở thành hành động, hành vi và thói quen của từng cá nhân và cộng đồng? Việt Nam có thể khẳng định là một trong những cái nước nó thể hiện cái thái độ đối với cuộc chiến chống rác thải nhựa ở đại dương. Cụ thể là Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị G7 đã chủ động đề xuất cái sáng kiến này.
bởi chúng ta cũng nhận thức đây là một vấn đề rất lớn và thách thức đối với Việt Nam. Cái sự thành công nó cũng là phải xuất phát từ mỗi người dân và mỗi nhà, mỗi cơ quan. Nếu như trong các cái hội nghị hội thảo và các bữa tiệc mà không có những cái đồ dùng sử dụng một lần, nếu như người dân mà đi chợ sử dụng những túi làm từ tự nhiên thân thiện môi trường hoặc là những cái túi sử dụng nhiều lần, thì cái điều này cũng đã có thể khẳng định là chúng ta giảm được cái các đồ nhựa dùng một lần. Đấy. Rồi nếu chúng ta làm tốt công tác về quản lý chất thải rắn ở đô thị và nông thôn, thì có thể nói là chúng ta đã thực hiện được gần 80% cái nguồn thải mà rác thải nhựa đại dương, nên sẽ xuất phát từ những công việc rất cụ thể. Nhưng đầu tiên vẫn là phải cái nhận thức và sự đồng lòng tham gia của mỗi người, mỗi cán bộ, công nhân viên trong cái ý thức của mình. Một trong những trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019 đó là triển khai đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn về nội dung trọng tâm này. Bên cạnh chúng ta cần phải tập trung để giám sát và kiểm soát đối với các cái dự án mà có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và những dự án đã xảy ra các cái sự cố môi trường. Đây là một cái công việc rất lớn, tập trung vào cái việc là các cái biện pháp về công nghệ, kỹ thuật và tập trung cái đội ngũ cán bộ ở đây làm để thực hiện giám sát. Chúng ta cũng đã tham mưu để có những cái bước hoàn thiện mang tính chất là phòng ngừa, loại bỏ các cái dự án công nghệ lạc hậu có cái nguy cơ ô nhiễm môi trường ra khỏi các cái danh mục xem xét huy động đầu tư. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã đưa ra những cái quy định đối với các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án mà có quy mô nguồn thải, nước thải, khí thải lớn và có cái khả năng mà gây ô nhiễm và cái sự cố môi trường, thì chúng ta đưa ra các cái giải pháp, các yêu cầu rất là đồng bộ. Hoặc là có đối với một số dự án thì chúng ta cũng đã xem xét để đưa ra cái hình thức để giám sát tự động. Vâng, kính thưa Bộ trưởng, lĩnh vực đất đai thì vẫn còn những điểm nghẽn và điểm nóng. Vậy thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ có những đề xuất gì để sửa đổi những hạn chế trong luật đất đai hiện hành? Cái trọng tâm ấy là sẽ quan tâm đến cái lợi ích của người dân, bảo vệ cho cái lợi ích chính đáng của người dân. Trong đó những vấn đề sẽ được quan tâm đó là vấn đề hoàn thiện hơn các công cụ quản lý của nhà nước, như là vấn đề quy hoạch khai thác sử dụng đất đai, về vấn đề định giá đất đai, kinh tế đất đai, tài chính đất đai. Đó là những vấn đề sẽ cần phải xem xét một cách rất căn cơ. Và cái công việc này thì nó đòi hỏi là cần phải có thời gian, như là chúng ta cần phải xây dựng một cái cơ sở dữ liệu đất đai thật là lớn. Chúng ta phải cần phải cũng tiếp nhận và xây dựng liên tục các cái thông tin thị trường về đất đai một cách chính xác. Và trên cơ sở đó thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định được cái giá đất đai và giải quyết được bài toán là hài hòa lợi ích của các bên nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Kính chúc Bộ trưởng một năm mới nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt những trọng trách mà Đảng và Nhà nước đã giao. Thưa quý vị, trên cơ sở những định hướng giải pháp của Bộ Tài nguyên Môi trường, ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định sẽ quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ trên, năm nay Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện các chính sách pháp luật. Xác định năm 2019 là năm bứt phá triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 6 của tỉnh về việc phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, ngành Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ngành sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thuê đất, sử dụng đất nhằm hạn chế các dự án treo, tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu không chỉ nổi tiếng về bờ biển dài đẹp, nước xanh biếc đang xen với các dôi đất nhô ra biển, mà còn nổi tiếng với nhiều địa điểm check-in, tụ tập của thanh niên trẻ trong thời gian gần đây. Đồi Con Heo là một trong những địa điểm như vậy. Với không khí trong lành và nơi đón gió biển thổi lên, Đồi Con Heo đã thu hút hàng ngàn lượt bạn trẻ tới vui chơi và chụp hình, ngắm phong cảnh trong dịp Tết này. Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng khám phá vẻ đẹp của Đồi Con Heo. Theo chân nhóm bạn trẻ từ tỉnh Quảng Nam đi phượt bằng xe máy vào thành phố Vũng Tàu, nhóm phóng viên cùng lên Đồi Con Heo khi mặt trời đang dần bị che khuất bởi ngọn núi nhô ra sát biển. Cảnh hoàng hôn trước biển mở ra thật đẹp, thật kỳ dĩ. Đây là lần đầu tiên em đến đây, thì cũng là lần đầu tiên tới Vũng Tàu với bạn em. Đây có rất nhiều cảnh đẹp, rất là vui và thú vị. Thấy trên Facebook rồi, tới đây thì có nhiều cảnh đẹp để mình chụp hình, selfie. Tọa lạc ngay bãi sau Đồi Con Heo được coi như là ngọn hải đăng trên cạn của thành phố biển Vũng Tàu. Từ đỉnh đồi du khách có thể ngắm được toàn cảnh Vũng Tàu. Thấy cung đường Thụy Dân với bờ biển trải dài xanh ngắt, thấy một cốc đường Hạ Long và đảo Hòn Bà giữa biển. Con đường dẫn lên đồi khá hiểm trở, nhưng phía trên đồi là một khoảng không gian hoàn toàn khác, một Vũng Tàu khác lạ, bình yên và đẹp mê hồn. Em đến đây nhiều lần rồi, đúng lần đầu tới thì cảnh đẹp em cũng chụp hình các kiểu, rồi về sau thì em kiểu như thích ngồi đây rồi mở nhạc, cái cảm nhận ở đây. Gió, biển, cái kiểu cũng thích. Mình có thể thấy được biển rồi, thấy được thành phố. Có rất nhiều thông tin xung quanh nguồn gốc ra đời của cái tên Đồi Con Heo. Có người cho rằng vì trên ngọn đồi này thường có gió heo may xuất hiện nên gọi đó là đồi heo, lâu dần bị hiểu lầm thành Đồi Con Heo. Người khác thì cho rằng do ngọn đồi này trước kia rất hoang sơ, người dân thường thả nuôi heo nên có tên là Đồi Con Heo. Người dân lên đây là anh đi chơi đây nè, rồi thấy là nuôi heo rồi đặt đội heo thôi. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chủ trương kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xã hội hóa để biến nơi đây thành điểm du lịch độc đáo dành cho du khách khi đến Vũng Tàu, đặc biệt là giới trẻ, những ai mê phượt. Cái đường lên núi nó cũng nhìn thì nó cũng rất là nguy hiểm, cho nên là thành phố Vũng Tàu cũng đã xây dựng các cái lan can để khách chúng ta đi lên. Và hiện nay thì thành phố Vũng Tàu cũng đang quy hoạch cái điểm này và đang kêu gọi các cái doanh nghiệp để đầu tư xã hội hóa cái điểm này trở thành một cái điểm đến phục vụ cho khách du lịch. Dù thế nào đi nữa thì cái tên Đồi Con Heo vẫn tạo cảm giác khá thú vị, ngộ nghĩnh, gợi sự tò mò, khiến cho du khách muốn đến và khám phá, nhất là trong những ngày Tết Kỷ Hợi năm con heo này. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10 tháng 2. Thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay có nhiều sự thay đổi ngay trong một ngày. Vào sáng sớm và chiều tối, thời tiết khá mát mẻ, đôi lúc se lạnh, với mức nhiệt từ 24 đến 26 độ. Tuy nhiên, vào thời điểm trưa chiều thì trời nắng, với cường độ khá mạnh. Tuy không xảy ra nắng nóng, nhưng một số nơi xuất hiện cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, xu hướng thời tiết trong những ngày tới tiếp tục hanh khô, nên người dân và các địa phương cần đề phòng cháy nổ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 4, biển bình thường. Ngày mai gió mạnh lên cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 2 năm 2019, mực nước cao nhất 370 cm xuất hiện lúc 17 giờ 15 phút, thấp nhất 90 cm xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị một ngày nghỉ ngơi, vui chơi Tết thật vui vẻ, hạnh phúc và an toàn.